Rượu, biếu rượu không? Một ca đây rồi mà chú. Tốt quá. Nó xong rồi, bye bye. Rồi, bye bye. Lần trong buổi tối ngày hôm nay, lời nói đầu tiên cho khách quốc lộ với anh em ban nhạc Rô Phong xin phép được sau ngày cùng gia đình, cô dâu, chú rể sẽ gửi tới toàn thể quý vị khách quý đang hiện diện ở đây lời kính chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, dù cho thời gian có trôi qua và dù cho bất cứ điều gì có thể xảy ra đi chăng nữa thì tình yêu luôn mãi hiện hữu trong tâm hồn của mỗi chúng ta, bởi vì tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của một người mỗi con người. Và trong buổi tối ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chú rể Mạnh Cường và cô dâu Kim Ngân, ngày tình yêu lên ngôi. Và để chuẩn bị cho buổi lễ tân hôn ngày mai, trong buổi tối ngày hôm nay gia đình chúng tôi đã chuẩn bị bữa cơm thân mật cùng với chương trình giao lưu ca nhạc để cùng với tất cả quý vị chúng ta cùng hòa chung niềm vui, niềm hạnh phúc cùng gia đình chúng tôi. Và đồng hành với những bản tình ca tuyệt vời của toàn thể quý vị có anh em ban nhạc Rô Phong trở về từ km 67 với đội ngũ nhạc công nhiều năm kinh nghiệm, chắc chắn sẽ làm hài lòng tới toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay.
Và để mở đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta lắng nghe một bản hòa tấu của anh em ban nhạc Rô Phong.